mã. Ông thì không mắt bị mờ, không nhìn thấy nhỉ? Vâng. Ông chỉ nhìn cái hình người thôi. Ông em bị hỏng giác lạc. Ngày xưa không túm đấy. Ngày xưa lên viện mắt. Nhớ là hình như có một lần ông khám mắt là thay thủy tinh thể không anh nhỉ? Không, không thay được. Ông bị hỏng giác lạc anh ạ. Bà mới thay tinh thể. À, bà. Vâng. Nhớ nhầm. Tới đây dễ anh ạ. Đây là cái làng gì? Đây là làng Thí Sơn. Cái gì? Thí Sơn. Thí Sơn. Thí Sơn. Bài thơ. Đấy, anh sẽ trả phía phải. Trong này khi nhiều khi nhiều bóc còn cái đường bên này đẹp nhỉ? Vâng, nó mới giải nhựa đấy nhỉ? Nông thôn mới. Chương trình nông thôn mới đấy hả? Nông thôn mới làm ăn phết nhỉ? Chỗ nào cũng bê tông. Từ từ anh. Thôn mới à? Thế mỗi nhà bây giờ còn được bao nhiêu sọt rồi? Nhà em á, nhà em thì các cụ cho hết rồi, cho đấy. Con cái mới cả thì rồi. Nhưng mà tức là không còn sào nào ấy. Lúa này này vẫn không còn đấy, thọ vẫn còn 2-3 sào vợ chồng thọ. Tin này. Rẽ phải để trái. Rẽ phải anh ạ. Không. Đẹp nhà đường đây nó ăn đủ nhựa chứ. Tuyệt đấy nhỉ. Ờ đây ra đường cái đây. Đường cái này. An ninh ở đây chắc tốt nhỉ. Vâng. Ở nông thôn tốt anh ạ. Mình về là bắt ngay. Đây có gần nhà máy nhà nước gì không? Có, trong kia là nhà máy xi măng anh. Thằng Tuấn vào nhà máy xi măng. Bây giờ anh em mình đi đấy. Và anh dễ trái xi măng Bút Sơn này anh. Dễ trái dễ phải. Dễ trái anh ạ, dễ trái. Đây, đây, thẳng đây. Đường đấy là đi thẳng bên này đi vào đâu nhỉ? Thẳng đâu thẳng đây anh. Bên phải nhỉ? Bên phải vào chi vào trong Tam Phúc này anh. Bên Tam Phúc. Vâng. Đây đây anh là cho anh rẽ luôn, rẽ trái luôn. À nội rẽ trái luôn đấy. Vâng. Thank you.
anh ạ. Giống rồi. Ngày xưa là thọc nhưng mà giờ nó lùi hết. Ngày xưa nó hoang, xong nó toàn trụ lưới nó bắt, nhưng bây giờ nó không còn nữa. Gọi lại cái máy này đang bận.